Rồi chuẩn bị đây là cái clip bắt ô ong ruồi. Bắt ô ong ruồi nha. Đây. Đây là dụng cụ. Bò đuốc với thau kéo. Đây là ô ong này. Rồi đây là ô ong. Trời cha, ở đây có dữ quá, sợ cháy leo chứ. Cháy leo mới hết. Nó có hai ổ ở trong đây, một ổ nữa. Ờ, nó thường thường ổ cho nó làm ổ nữa cho nào. Trong đây ổ nhỏ hơn. Không, ổ trong đó lại, ở trong còn nhỏ lắm. Nó thì đỡ lại. Hai ổ ong luôn ạ. Ủa, kéo nhỏ quá, kéo đứt. Lấy cô liêm cho đi. Nhanh lên, lấy cô liêm đi. Nhanh lên, kéo đứt, kéo đứt. Kéo ra không ăn thua. Rồi, kéo quá. Giờ nó không đỡ hơn cái là cái thông đức phải dùng cổ liêm.
Đây là ổ ong. Nó chưa chưa đi. Phú nhỏ đi à? Còn đeo hết ổ đây à? Sao? À, phải đuổi nó đi chứ nó không chịu đi ngay mà. Nó không dám đốt vô ổ nó, sợ nó chết. Uống nó đi rồi. Chú đi vậy còn đốt đốt chết hai con đâu hả? Nè nè nè, rồi rồi rồi. Đuổi ra đi. Đuổi ra đi nha, nó làm tổ khác mà không dám đốt nha, chết. Ủa khói nha, đi như đây là con chúa. Quế như đây là con ông chúa này. Đúng ông chúa á. Đúng ông chúa vậy nè. Bò. Hồi giờ nghe nói ông chúa chứ còn chưa biết ông chúa luôn. Ra. Ui đi mà có một số con này nó không chịu đi. Wow, ố vàng. Mật này rất là quý hiếm nè. Dần trái luôn. Ông ok chưa được nữa. Ông này rất là quý hiếm. Màu vàng luôn. Mọc ngay trên cây ấy. Ừ. Cực kỳ quý hiếm luôn á. Ủa ra nhiều lắm. Nào bách là chừng đi nó quơ tới kia bu của nhà là lắm ối nữa. Còn nói con đây mà lâu quá. Rồi đó là cận cảnh cái ô ong mập rất là vàng.
dạng trái luôn như ngựa luôn. Đây là một dạng mật rất là quý hiếm, quý hơn các loại ong mật bình thường, ong ruồi trắng bình thường. Quý đã đi mà không đi nhà kén không biết. Ờ à, đây ông non mà ông mới nữa, tính sao là ông đi chứ ông non. Rồi, tắt clip đi.